chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và trong video ngày hôm nay thì xin giới thiệu với mọi người về chiếc Amply Kenwood có model là KRV5090. Thì đây là chiếc Amply xuất châu Âu nên điện áp của nó là 230V và công suất của nó là 200W nên anh em rất là dễ lắp ghép và dễ chơi nha. Và với chiếc Amply này thì nó sẽ có là size lớn nha, size là 440mm, chiều cao của nó là 130mm và chiều sâu của cái con này là 380mm nha. Thì với chiếc Amply này thì nó sẽ hỗ trợ luôn cái chức năng là đài FM, và FM của nó là full tần số 108MHz nha. Thì sau đây thì em sẽ test cái chức năng đọc nguồn đĩa CD vào nha. Tinh chỉnh sẵn rồi nha, bass chép đầy đủ nên nó sẽ không có thiết kế là cái núm chỉnh bass chép nha anh em. Về hình thức cái con này thì cũng còn liền lạc hết nha. Và về phần cái những cái nắp gài ở trên thì do vận chuyển về thì nó bị gãy những cái chấu gài bên trong và em đã gia cố lại cái nắp lưng rồi nha. Hiện tại là bây giờ nó liền lạc hết nha. Và đây là kết nối phía sau của nó nha. Em đang kết nối vào ngõ analog đây, hai loa phong, điện áp là 230V và công suất của nó là 200W nha. Và với cái điện áp này thì anh em có thể chơi điện trực tiếp của nhà mình vào nha, rất là tiện dụng để anh em phối ghép thêm. Và với cái chiếc Amply này thì anh em vẫn có thể lắp thêm cái cục Bluetooth để ta có thể chơi Amply Bluetooth từ xa. Và hiện tại là em đang lắp ghép bởi một cặp loa Bo 301 Series 4 bass 20, đánh khá là lực nha anh em, đánh tiếng rất là hay. Hình thức mặt trước thì cũng còn khá đẹp nha. Và với cái con Kenwood KRV5090 thì nó sử dụng hai con sò STK sò đại nha, sò rất là to, hai con. Chất âm đánh khá là lực, bass chép đầy đủ luôn nha. Đây là ruột gan bên trong công ty Kenwood nha anh em. Ruột gan con này thì khá sạch nha. Và con này thì nó sẽ đánh là hai cái con STK to. Ruột gan sạch sẽ luôn. Và máy về thì nó sẽ bị gãy những cái ngàm này nha. Cái ngàm ở cái nắp thì em đã gia cố lại những cái chân trống nha. Hoạt động hoàn hảo hết nha. Nguyên zin hết nha. Máy khá đẹp và sạch sẽ nha. Và với chiếc Amply Kenwood KRV5090, điện áp là 230V. Anh em có thể chơi điện trực tiếp từ nhà của chúng ta, không cần phải qua đổi điện nha. Và em sẽ bán với giá là 850.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.